Ngày 31 Tết Dương lịch, cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong năm 2022. Có những bức ảnh toát lên niềm vui nhưng cũng có những nỗi buồn. Bà Tâm, chú ở bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, khóc khi nhặt sách vở của đứa cháu học lớp 6 sau trận lũ ống. Nam cảnh sát thuộc đội cứu hộ cứu nạn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội giơ tay chào tiễn biệt đồng đội trong lễ viếng ba cảnh sát chữa cháy tại nhà tang lễ quốc gia chiều 5 tháng 8. Hàng nghìn người dân tăng nghi đưa tiễn thiền sư Thích Nhất Hạnh, nhà lãnh đạo Phật giáo được đánh giá có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây, chỉ sau Đạt Lai Lạt Ma, từ chùa Từ Hiếu lên công viên Vĩnh Hằng, vườn Địa Đàng, Huế, sáng 29 tháng 1. Phó đồn trưởng đồn biên phòng Bình Thạnh, bộ đội biên phòng Quảng Ngãi bắn pháo sáng lúc 5 giờ ngày 27 tháng 9 báo hiệu tàu thuyền người dân vào nơi tránh bão Noru, cơn bão được dự báo mạnh nhất 20 năm qua ở miền Trung. Người dân qua đường ngập sâu tại thành phố Đà Nẵng tối 14 tháng 10. Trận mưa kéo dài 6 giờ với lượng mưa lớn nhất 780mm xảy ra đúng lúc chiều cường đã làm thành phố Đà Nẵng ngập chưa từng thấy. Toàn thành phố ghi nhận 6 người chết, gần 70.000 nhà bị ngập, 2.000 ô tô, 30.000 xe máy hư hỏng, tổng thiệt hại gần 1.500 tỷ đồng. Khói bốc nghi ngút từ quán karaoke An Phú, TP Thuận An, Bình Dương trưa 7 tháng 9. Đám cháy bùng phát tối trước đó khiến 32 người tử vong, nhiều nạn nhân được cứu ra ngoài trong tình trạng ngạt khói, bị thương.